không, nửa ký cắt cắt làm 3 miếng. Nửa ký cái chi va hả? Cô đi con. Dạ làm đó cô ơi. Cái này 5 lần rưỡi cô lấy luôn con cho cô. 3 giây. Con cho 7. Đang nhiêu ạ? 7. Cô nói nửa ký 3 miếng là con lấy ký rưỡi liền. Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về bánh mì heo quay da giòn của chị Mai. Đó, sáng sớm quá trời heo quay luôn các bạn. Sạp heo quay mở cửa từ lúc 6 giờ rưỡi bán tới 6 giờ rưỡi sáng bán tới 6 giờ chiều nha các bạn. Bán xuyên suốt luôn, một năm chỉ nghỉ một ngày mùng 1 Tết thôi các bạn. Lily đang băm nhân topping bánh mì. Xong đó rồi đó, dễ dí rồi. Nhanh gọn lẹ. Đó, con đó là nọng đó các bạn. Nọng là 200k một ký nha các bạn. Ba gọi nạc, ba gọi rút sườn là 320, sườn đùi xá xíu là 300. Giò 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ, các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm. Nếu mà gọi là 800 không vậy? Đó, anh mua 800 thì em cắt. Đúng rồi, cắt làm đôi, em 800 cắt làm đôi. 800 chia đôi. Nãy mấy cô kia mua mấy chục ổ luôn ha em. Bán hai là ổ ổ rồi, lấy đầy đủ ổ, không biết chưa còn nhiều đấy không. Là có hai ổ thôi đúng rồi. Dạ 30 đi. Ơi khách luôn quý vị ơi. Chặt luôn không cô? Oh yeah. Chặt luôn, mừng quá trời luôn. Một xa xíu hả cô? Dạ. Bánh bao luôn cô ơi, 10.000 một bịch thôi. Đông quá ơi. Cái này 150 à? À bán
Chặt luôn cho cô. Dạ đúng rồi, xếp xíu là 30 ngàn một lần, 2 lần, 6 ngàn cho con đi cô. Ok. Lê cần gửi 100 ngàn ba đội của cô bên tay gửi. Nè, lê 100. Lê 300 ngàn. Sớm bà con đến mua heo quay, mua bánh mì quá trời luôn các bạn. Giờ này tầm khoảng 6 giờ rưỡi sáng thôi các bạn. Một ổ 30 đầy đủ rau ớt luôn anh. Không ớt. Không ớt. Ít nước. 30k không ớt ít nước quý vị ơi. Ồ, oh, hôm qua mới để đây mới đụng một chút xíu nha, sợ chạy xe đem vô giấu luôn rồi các bạn. Để về luôn rồi nè. Để về từ đời nào rồi nha. Đụng mặt tiền. Đụng qua mắt cười, kể nghe mắt cười. Chào chị Tâm. Cái má heo mắt. À. Mà chú cái nào chú cũng cầm lên nha. Má, chú, con mệnh không ạ? Chú, con có lòng chú, má heo, má người chú ơi, chú gái mình đã qua chút xíu rồi. Ê, giá dẻo chứ tay con chú luôn. Dạ. Chặt nửa ký. Ôi, nửa ký chặt cho chú luôn quý vị ơi. Đây, mình qua coi chặt xa xíu đó, khách tới luôn nè. À. Ba ổn mì bún ra mình ơi. Đây, 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 đây. Chặt hơi lớn tính chặt hơi nhỏ quá nè. Rồi đó là giờ đó ok. Đây có ổ mì luôn. Ổ ổ mì không hả chú? Đúng rồi. Có phải cái sườn rồi chị cho em ký ba gọi chặt làm. Anh này à, phần 3 lạng, phần 2 lạng quá không anh? Đúng không anh? Phần 3 lạng, phần nửa ký. Vậy lấy cái này luôn ra. À, phần 3 lạng, phần nửa ký. Là tổng cộng 8 lạng. Có phần 3 lạng. Ủa đó chia nửa ký, 107. Trăm ta, 150 với là 2 này, 20 nữa, 170. Rồi lấy được. Rồi, nhập bài nè, gái. Thằng 3 lạng cái gì nữa? Hello anh ba. Cái này 6 lạng lấy luôn rồi không? Cái kia nữa hả? Anh, cái này chia 3 hả? Không, 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 cái cục kia. Cái này chia 3 đúng không? Cái này để nguyên. Cái này chơi. 290 cho em đi nha. Thảo tiền tôi chút xíu rồi. 2 bịch này nè. 2 bịch 2 chục. Cho 1 ký ba gọi, lấy cái nào mỏng mỏng, chặt cái làm 2. Lấy mỏng mỏng á. 15 ngàn. Không, không, để nguyên. Chặt cái làm 2 được rồi, để nguyên. Chia đôi. Chị cho em 2 hộp nha. Trời ơi, cái miếng này ngon nè. Lố một chút cũng được, không sao. Cái có dư dư cũng được, 2 cái này 6 lạng rồi đó. Dạ. Ôi ôi nè không các bạn. Quá hấp dẫn luôn. Này chuẩn bị tiếp tục làm topping bánh mì các bạn. Ôi, lên lửa luôn chị ơi. À, cô lấy nguyên miếng luôn. Cô này hay mua những miếng lớn nè. Thấy cô quen quen. Xá xíu bên này nè anh trai. À, cái này là sườn. Sườn non. Cho em nửa ký này đi chị. Chặt luôn. Hai miếng
Sườn non có gân hấp dẫn lắm. Đó là ba gọi này đó chị. Dẻ tay gì ơi. Để lấy nữa. Rồi sườn là lấy thêm gì nữa không chị ơi? Không. Em thử ngàn cho em đi chị. Ba giỏi 600g đi. Đang chặt heo quay mà thấy đầu đẹp là bê ly địa liền ha. Thấy đầu đẹp là địa liền ha. À, anh tưởng tao là thấy cô mặc đầu đẹp nên em địa để em hỏi ở đâu chứ. Tưởng đâu là cũng lợi hại, đang chặt heo quay mà có thể là địa đầu đẹp đó chứ, quá đỉnh. Không còn cái điều là đói luôn. Nãy giờ nói có lỗi với anh ba mà không thấy động thái gì cho anh ba. Có mà em có nói là em ăn bánh tiêu sầu riêng mà. Lại bánh tiêu ạ. Anh ba đi đâu rồi? Ơi chú Thành tới. Hello chú Thành. Hello hello. Hello hello. Chị Tâm ơi, chú Thành Kim. Tâm nghe tiếng gì? Ủa, nghe tiếng chú Thành là chị Tâm phải đứng dậy tốt tốt sáng rồi. Đúng rồi. Ra tươi cười đồ. Chào đón chú Thành liền, giống như mẹ đi chợ về vậy. Không, chị Tâm chỉ ra quan tâm nước của chú Thành thôi. Chú Thành có ra nước chưa? Chú Thành mấy bữa nay chú Thành giam nổi. Quá trời heo quay tới luôn các bạn. Đấy, khách tới luôn. Mấy tường thôi đội à? Ba đội miếng hai lạng hai miếng. Anh lấy mấy miếng này cho anh. À ba gọi mỡ. Mỡ. Dạ. Ba gọi nẹt là trên này. Hai đội phải không? Mười lăm. Ui. Mỏng mỏng nha.
Con nghe. Xong hết rồi Mai ơi. Chưa chẳng chưa. Đi được không? Hồi sáng á chú thầy nó chở dở vô chẳng là nó chở luôn. Họ có nghe anh ta. Tại sáng 6:10 chứ Thành chở dở giờ tới chở thôi. Rồi sáng chứ Thành tới chở dở vô nha. Rồi cảm ơn anh trai. Khách đầu tiên luôn hả? Tao bán từ hồi kia giờ ở trên nội. Ui hả? À. Mấy chuyến rồi anh trai ơi. Chuyến này có thổi chuyến này chứ Thành chở đây là 2 chuyến rồi, chuyến này chuyến thứ 3 rồi. Đúng chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thôi. Cho 100.000 ba rọi mỡ không? Đã nguyên. 100.000 ba rọi mỡ. Nhiều hết rồi chú. Mỡ nhiều đi con. Có mã ơi cho má bỏ đi. Dòng cát đi đẹp. Này á. Và cát hết đẹp. Bà gọi mỡ này ngon lắm bạn, thơm, giòn. Hello chị Nga. Hello Jinomoto. Dạ. Mới chị Nga có gì mới không? Dạ 10.000 một bịch vậy. Một bịch 5 cái. Ủa vậy là hôm qua chị Nga có lợi không? Sao em không thấy chị Nga ta? Không. Qua đi chơi với người yêu đúng không? Dữ thiệt. Nửa cái da hả ta? Đúng rồi. Đây, da này là 500k một ký nha các bạn. Mấy cái gì cô? 15 cái bánh bao là 30.000. Rồi, chốt tới luôn. Cái lòng này có nhiều thịt. Ồ. Rồi, 30 cái, 60.000. 30.000. Đây nè các bạn. Rồi, cái này là 3 kg mốt. Một cái đầu heo 3 kg mốt. Các chờ mua nguyên đầu heo 3 kg mốt. Lâu lắm là mới thấy nguyên cái đầu heo các bạn trong buổi sáng. Sắt ga luôn cho anh nguyên. Chặt luôn. Đừng lấy mỡ qua nha. Bao nạc luôn anh ơi. Cho các bạn xem nè, nạc trắng luôn á. Đó đúng rồi. Heo này là có tập gym á. Cơ không à. Tới cử về ăn nhưng mà tối về đó tập tạ. Hello. Quá trời heo quay rồi, quá trời người quay. Chưa đủ. Tới ngủ lông công chúa rồi. 5 giờ sáng.
Rồi anh cũng bị chữ hoài luôn. Đi đâu rồi? Có thực ra là rồi cũng show xem hoài luôn. Cũng vô câu hoài. Cũng bận hoài. Nay ở 30 vậy đó hả? Ok rồi. Rồi một kia hai chặt là 4. Kia hai chi 4. Bỏ đi. Dạ nói đi. Ôi, một ổ 30 luôn, siêu đặc biệt. 3 ký 3. 2 ký 3. Đâu cây 7 ký 3. 7 ký 3 đi anh. Ôi, có giảm 15 ngàn cũng được á. Dạ, nó làm 35 liền mà. Bên đây là 16 là đâu. Đây làm cho chú. Làm 34 không? Làm mấy ổ, 4 ổ. Chưa chút xíu mấy gà. Rồi, tay rồi. Ngủ mới đẹp. Bỏ lên cái cân luôn chị. À, hai cái ba gọi mỡ, ba gọi mỡ là 200k một ký nha bạn. Dạ đứng một chỗ chắc cú. Này ba gọi mỡ rất giòn các bạn. Mỡ rất thơm. Mới tới không ạ? Dạ, chào anh. Chào chung anh, chào các chị đẹp. Nào nghiêng lông là hai cái lận. Của anh 120 anh ơi. Trời lấy tiền rồi của anh. Cái này à, rồi khách tới luôn. Tháo rồi. Cọc trước đi cô. Cô muốn cọc nhiêu cũng được. Rồi, cảm ơn. 322 mai mốt cái bên sẽ có quán cà phê ngồi để chờ. Sáng cái 10 tối 12 giờ phi anh em ngồi uống cà phê. Thì không thì nói trắng ra thì cân ký lên có khi chỉ 9 đã tiền rồi hả cô? Rồi 2 ký. Lên bill đặt cọc, viết giấy. Ở bánh mì cho ớt luôn. Hello chị Mai. Ôi ơi khách quá trời luôn các bạn ơi. Nhiều dữ vậy. Này ổng mày có ở đây. Mấy cái món của gì? Món đồ ăn ấy đó.
quá trời nè. Lấy miếng này cho đi. Dạ con nghe. Con nghe rồi ha. Bánh mì bên tay phải luôn bà con ơi. Ba ạ. Ba ạ. Dạ, 320 cô. Báo rồi 5 giờ chị vô. Dạ. Ừ. Xin chào quý bạn. Chào quý bạn. 3 là có nhà. Em chị nửa ký đây hai. Nửa ký có chặt không giờ cô? Không cô lựa đi con lấy cho. Cái là ba giỏi này, ba giỏi rồi. Lấy miếng này con. Bỏ miếng con không ấy. Cái này 7 lạng không lấy hết. 50.000 xá xíu luôn. Rồi cho con rồi, chặt không chi tiết. 50 xá xíu chặt luôn. Có tối thì không chi tiết. Giờ hả? Phải đóng rồi super tiếng hồ đó. Người ta đi quay hay quay là 5 giờ sáng đi á, đi là đúng không hả? Ờ. Lấy ngọc nữa không cô? Để cho con 100.000. Bỏ cà phê à hả? Bỏ cà phê à hả? Người ta, người ta đặt bao nhiêu ổ chị Tâm? Dạ 100. 100 ổ bánh mì. Là đủ luôn hả chị Tâm? Đủ á. 135 ổ á. 135. Dạ. Cái đi trễ mà. TikTok á, anh biết TikTok á. Chị Tâm lúc gài lợi hại lắm. Hôm nay chơi TikTok rồi. Có 20. Bán bánh mì qua TikTok hả? Đông lắm. Mới có TikTok rồi, chỉ có TikTok rồi. TikTok mà nó nói TikTok rồi. Bánh mì rồi, bánh mì rồi. Lily quê ở... Chú công an tới Tây Ninh. Tỏ mặt bằng kìa. Không. quen các bạn. Đừng đi, đi các bạn. Đừng 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 đi các bạn. Tết rồi mà. Hết Tết rồi mà. Đây một bỏ 20. Để hết Tết thế nào? Hết Tết rồi mà có đồ đẹp rồi chứ. Đây video mới nha ông bà. Ui thú. Cảm ơn. Anh sẽ về quê đại chợ cho 1 kg lá chuối. Mình à, đi gần với thiên nhiên. Chết lâu. Quên. Đông, mỗi góc mà nhiều lắm. Đi đường rồi đi biết liền. 15.000. Có cà phê ăn sáng rồi giờ này 12 giờ. Ba lạng đùi. Nó ngủ nước mà. Đấy là lạng thôi đúng không? Giờ này còn lạng sớm nha, chưa có đồng.
trăm rưỡi triệu heo quay. Thank you.
riêng lỗi rồi. Dạ. 320. Đặt nhỏ luôn đúng không? Kiếm quen. Ở đâu không có chứ. Bây giờ thấy người ta xài bucket 3 nhiều lắm. Bucket nó có màn hình ở đây nè. Bucket 3 là bao nhiêu? Full option. Có cái màn hình bự hơn, cái này nè. Hôm qua giờ đi bào kỹ. Bào kỹ. Tiếp chục cái bánh bao đi chị. Anh trong nặng này giờ chứ, bánh trong cây. Sắp về đó. Hứa đi. Hứa. Chị về giùm cái chị nha. Chị đi mơ mà không đâu á. Chịu thôi, chịu thôi. Đỡ tới nữa ha. Sóng gió cho bà. Sóng gió. Tạo ra ma cho chị nghe. Riêng rồi. Đậm tóm. Hay là 100.000 mấy 2 miếng gì rồi cái bạn nửa tiếng xong quay lại ký bán ký mà. Trung bịch được không? Ba làm chặt. Ở tiền. Làm gì vậy? Làm dự bị đi. Này là chú phải hát cái bài à. Anh bắt cái ghế anh ngóng trong. Mốt kêu chị Mai thuê nguyên sân banh bán theo quay á, bắt đầu ra sân banh cho nó rộng. Bốn ổ bánh mì trắng. Bánh mì không hả chị? À. Mua heo quay qua bên kia. Bánh mì bên đây. Chạy heo quay mà mặt lạnh tanh luôn. Em nép qua một góc qua nghe quý vị. Đem luôn cái xôi à. Cái đôi xôi trăm nhà sườn đúng không chị? Dạ, chặt cái luôn. Để chung rồi đi. Chặt và không nghĩ, không kịp nghĩ tay các bạn. Được nhiều máy quay nè không? Lâu lâu đi sự kiện rồi mới có nhiều máy quay thôi. Có khi nào tính tặng lập cô gái chạy xe quay không phải? 215 đúng không? Chờ phải không? 200 ngàn. Để mới mèn giúp chị đâu
quả mà anh này cất luôn. Lily nói là bé ba dám gì không? Biết chào đi mà. Dạ thôi em không dám quấn quýt bên nhau. Ba trăm.